Mỹ định hô biến tàu chiến cũ thành tàu sân bay như thế nào? Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Hải quân Mỹ đã đối mặt với một số vấn đề nan giải, đó là phải làm gì với hạm đội chiến hạm khổng lồ mà họ đã đóng để chống lại Đức và Nhật Bản. Những chiếc tàu thế hệ cũ thì bị đánh chìm trong một cuộc thử nghiệm bom nguyên tử tại Bikini Atoll ở Thái Bình Dương hoặc bị ngừng sử dụng. Một số khác thì được giữ lại để đề phòng một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Liên Xô có thể xảy ra trong nhiều thập kỷ sau đó, chúng trở nên lạc hậu. Chiến hạm lớp Iqua là ví dụ điển hình cho vấn đề mà Hải quân Mỹ phải đối mặt, được chế tạo với chi phí rất lớn trong suốt chiều dài Thế chiến thứ hai. Bốn tàu chiến của lớp Aqua đã khiến sức chiến đấu trên biển của Mỹ được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, sự phát triển công nghệ đã khiến các tàu này trở nên lạc hậu ngay từ trước khi cuộc chiến kết thúc. Dù vậy, chiến hạm lớp Iwa là những con tàu vĩ đại và rất được nhiều người đề xuất đã đưa ra để chúng được Hải quân Mỹ sử dụng trở lại, trong đó có việc biến tàu này thành những tàu sân bay hạng nhẹ. Nhiều nhà thiết kế tàu chiến của Mỹ đã có ý định thay thế một hoặc một vài tháp pháo trên chiến hạm Iowa và thay vào đó là sân đổ máy bay. Ngay từ những ngày đầu tiên trong quá trình phát triển tàu sân bay, Nhật Bản, Anh và Mỹ thường cải tạo các tàu chiến cũ hoặc khung tàu hiện có để trở thành các cảng hàng không mẫu hạm. Ban đầu, các nhà thiết kế có ý tưởng tháo bỏ toàn bộ các tháp pháo ở đuôi các tàu chiến lớp Iowa, sau đó lắp đặt sân đổ dành cho nhiều trực thăng các loại. Điều này không những giúp tàu Iowa có thể bảo vệ mình trước các tàu ngầm Liên Xô, vốn được coi là hiểm họa lớn nhất đối với Mỹ trong thời chiến tranh lạnh, mà còn có thể hỗ trợ các cuộc tấn công đổ bộ. Tuy nhiên, sự có mặt của các tàu sân bay hiện có cùng sự thiếu hụt tài chính thời chiến tranh Việt Nam đã khiến ý tưởng này bị gạt bỏ. Đến thập niên năm 1970, Mỹ lại có kế hoạch khác, đó là lắp đặt bệ phóng máy bay ở đuôi tàu Iowa, và đó cho phép máy bay chiến đấu trên biển AV-8T hoạt động được trên tàu. Nếu Hải quân Mỹ chấp nhận kế hoạch này, tàu Iowa có thể thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tham gia các chiến dịch đòi hỏi sử dụng đợt tấn công từ xa. Sau cùng, Hải quân Mỹ chỉ tiến hành các hoạt động cải tiến với quy mô nhỏ. Chúng bao gồm nâng cấp hệ thống điện tử, thay thế các pháo cỡ nhỏ bằng các tên lửa chống hạm Tomahawk và Harpoon. Chúng cho phép tàu chiến có thể tấn công từ xa và thực tế cả 4 tàu lớp Iowa được sử dụng trong chiến dịch quân sự từ những năm 1980 và 1990. Ý tưởng biến tàu Iowa thành tàu sân bay cũng dần bị lãng quên. Nguyên nhân chính khiến những ý tưởng trên không được thể trở thành hiện thực là bởi chúng đã tiêu tốn quá nhiều ngân sách. Không một kế hoạch nào có thể cho phép chế tạo một loại vũ khí với chi phí vừa phải mà hiệu quả trong chiến đấu lại cao. Việc biến tàu Iowa thành một tàu sân bay trực thăng và đổ bộ mang tính thiết thực rất cao, nhưng Hải quân Mỹ lúc đó đang có trong tay nhiều phương án khác khả dĩ hơn. Trong khi đó, ý tưởng biến tàu Iowa thành một tàu sân bay dành cho máy bay thực tế là chỉ tiêu tốn thêm rất nhiều ngân sách để cải tạo cũng như bảo dưỡng mà hiệu quả đạt được lại không chắc chắn. Mặc dù các tàu Iowa vẫn còn có thể hoạt động được, sự phát triển công nghệ đã khiến chúng trở nên cũ kỹ bởi tàu Iowa giờ đây cần rất nhiều người để vận hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết những suy nghĩ của bạn bằng một dòng comment nhé. Và đừng quên bấm subscribe để đón chờ những tin tức quân sự tổng hợp mới nhất. Theo tạp chí Jens, tập đoàn vũ khí BA System đang tiến hành một dự án mở rộng hiểu biết và tiến tới xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Nam Á của BA System, Nick Glover, tiết lộ với tạp chí Jens rằng gần đây công ty đang tiến hành đánh giá Việt Nam cũng như các cơ hội tiềm năng.